Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp ăn chia tổng giải thưởng là 1 triệu đô la tốc càng deadlat này bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở link form các bạn. Thì chương trình góp này nó chỉ random cho 5.000 winner may mắn các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh góp nè. Kèo này khá là ngon các bạn nên cố gắng làm. Kèo bạn join sao nè bạn. Rồi sau khi các bạn join vào xong thì các bạn bắt up lên nè các bạn. Các bạn join tiếp kênh channel thứ hai nữa nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn follow và retweet với hashtag này nè bạn, các bạn copy hashtag này các bạn. Mình sao chép nè, để mình lấy ba người bạn mình vào các bạn. Rồi nha bạn, các bạn vô đây các bạn follow nè. Trên tờ Twitter nữa các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn chấp nhận cho tờ tweet nè các bạn. Các bạn dán hashtag và tăng 5 người bạn mình vào các bạn, rồi bạn tweet lên nè. Cái này khá là ngon nên các bạn cố gắng làm nha các bạn. Sau đó thì các bạn vào đây các bạn follow Medium nè. Kèo này không được thì cũng phát IP nè, kèo ngon mà. Rồi, trước khi mình chờ nó lót thì các bạn xuống đây các bạn vô tay đi bạn, làm càng nhiều càng tốt các bạn. Các bạn 20, 30, 40 gì đi các bạn. Rồi, các bạn follow nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn nhấp vào clip login consumer nha các bạn. Rồi trên consumer nó thì các bạn bấm vào login đây các bạn. Email, mật khẩu, rồi bạn bấm login đây các bạn. Sau đó các bạn bấm vào app to wallet luôn các bạn. Rồi các bạn lướt xuống đây các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nè các bạn. Rồi bấm put nè. Rồi các bạn chụp màn hình lên bạn, nó có yêu cầu mình gỡ thì mình gỡ, có không yêu cầu thì thôi nha các bạn. Rồi các bạn chạy về đi các bạn. Tiếp tục thì các bạn submit form. Rồi dòng đầu tiên các bạn địa chỉ email của các bạn cho chính xác nha các bạn. Rồi dòng thứ hai thì các bạn địa chỉ pin bi sao match trên bet20 trên chocolate của mình nè. Kèo khá là ngon. À mà vô mánh chúng kèo này là đậm à. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram bạn đã follow, đã join sau iGroup các bạn. Thì các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè, vào setting nè. Các bạn copy username mình nha các bạn. Rồi các bạn dán vào link form này nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn đâu rồi ta. Tiếp tục thì bạn điền là username Twitter mình nha các bạn. Nè. Rồi tiếp tục bạn submit link retweet nè. Thì các bạn mở tờ Twitter mình nha các bạn. Trên tờ Twitter nhấp vào avatar nè, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tweet nè. Rồi các bạn sao chép liên kết. Dán vào đây nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm check nha các bạn. Rồi bạn bấm vào submit form nè. Rồi đấy chữ mục subscribe ok. Vậy là được các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp ăn chia tổng giải thưởng là 1 triệu đô la tập càng đắt lét. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.